Thứ trưởng về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế của Hoa Kỳ Bonnie D. Jenkins sắp thăm Việt Nam trong chuyến công du ba nước Đông Nam Á gồm cả Philippines và Singapore từ ngày 5 tới 14 tháng 9. Theo văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chuyến thăm nhằm gặp gỡ các đồng minh và đối tác của Mỹ, mở rộng hợp tác về an ninh kinh tế toàn cầu, chống phổ biến vũ khí, tiêu hủy vũ khí thông thường, quan hệ đối tác hạt nhân dân sự, kiểm soát xuất khẩu, thương mại chiến lược và việc triển khai chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh. Tất cả đều là các yếu tố chính trong cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tin cho hay ở Hà Nội từ ngày 8 tới 10 tháng 9, bà Jenkins sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao và các đối tác xã hội dân sự, thảo luận về an ninh hàng không và biên giới, không phổ biến hạt nhân, an ninh y tế toàn cầu, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình và các nỗ lực hợp tác nhằm mở rộng hơn nữa sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong tất cả các giai đoạn xây dựng hòa bình. Văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, sau Hà Nội, bà sẽ tiếp tục đến Quảng Trị thăm các địa điểm tiêu biểu cho sự hợp tác Mỹ-Việt về khảo sát rà phá bom mìn chưa nổ còn sót lại.